Chào toàn thể các bác làm thợ đánh xuyên đêm nhé. Lại tiếp tục vỡ trận anh ạ. Tiếp nhiều quá anh em ơi. Đây này, mấy chục con anh ạ. Anh em nào mà có nhu cầu sử dụng về cái dòng lưới đánh tổng hợp các loại rẽ và chắt này thì liên hệ nhé. Số điện thoại mua lưới thì em để ở góc màn hình video. Nhiều quá anh ạ. Đây đi đếm nha. Đây đi đếm từ với cái này đi. 1, 2 con này anh em này. 1 con rẽ đàn này. Đây rẽ đàn không đánh tự mắc được nhiều. 3 này. 4 này. 5 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. Anh này đã làm 8 cháu rồi anh ạ. Đây là 22 âm lịch thì sao. Ui con này mắc đúng tí chân này. 3 này. Cái bên kia thì các anh cũng giữ không đếm được. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9, 10. Ui rồi nhiều. Không đếm được. Sợ đây. Ui đuôi xòe về rồi. Có đuôi xòe anh em nhé. Đuôi xòe. Hả? Đây, rẽ đuôi xòe là dòng rẽ bé này. Vẹt cánh trắng này. Đây, vẹt cánh như thế. Nhìn đây à. Vẹt cánh đầu cánh này. Đầu cánh có vẹt. Con bé ở đầu chỉ có vẹt. Anh nhìn con nằm dưới kia có vẹt không? Đuôi xòe về anh em. Đấy, bác nào triển khai, khả năng triển khai thêm đầu đuôi xòe nữa. Đấy. Anh nhìn xem con đấy đầu cánh nó có không? Rồi. Phải không? Giờ có đốm xem. Đốm màu mắt. Được 4 con. Đàn 6 con vạc về đéo đánh được. Và 6 con vạc về đánh hạ được có 2 với tối qua được 2. Lưới là tự hạ chứ ai hạ. Thiện. Thiện. Thiện sướng mà. Biết đánh được sớm này đánh từ mấy hôm. Đây lưới đây anh em. Lưới mắt 8 phân sợi 15 nhé. Tổng hợp tất cả các dòng rẽ chắt. Đấy, chân hương, tè vàng. Nói chung hôm nay nó dính văng tất cả khắp mặt lưới. Mệt đấy. Tổng quan này chắc nó rơi vào tầm khoảng 30 chót thôi anh ạ. Đấy mới cả được gần chục con rẽ đàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con rẽ đàn này ạ. Như thế nào ổn định rồi. Con này nó đâm rồi ấy. Nó chỉ lẩn vẩn là gần loa thôi. Đấy, còn hôm nay thì nhiều anh em đánh được nhiều. Dưới này thì giới thiệu đếm, đếm bao nhiêu con. Đéo ai mà đếm được giày gì dít. Không. Ê, mà kê, toán giỏi nhưng gặp bài này là không thể giải được. Đấy, mẫu lưới này là mắt 8 phân sợi cước 15. Thằng này cao 75 mắt thì làm cho anh em là 4 dây 3 túi nhé. Đấy, khoang túi nhôi cọc em hoàn thiện hết rồi. Anh em mua về là chỉ việc đánh thôi. Đấy. Số lượng chim thì anh em thấy thực tế trên video quay. Đấy, anh em có nhu cầu sử dụng về lưới đánh hoặc là đài âm ly thì liên hệ. Cái mặt này nó vào tiếp thật đấy anh ạ. Đây, 8-9 con. Đấy, đợt trước nó rộ. Con này đánh đến tầm khoảng giữa tháng 9 âm lịch nhé. Con rẽ hôi đây. Chắc này. Khoảng 30 chắc. 30 chắc thì có 3 lít rồi. Đấy, còn chưa tính rẽ đàn. Rồm nhoạn hết cả. Thật. Nhiều chim luôn đấy. Thì anh em mua lưới loa đài âm ly thì liên hệ nhé. Số điện thoại để cho màn hình video. Để chào các bác ạ.